Swift phát hiện biến thể Delta Green kết hợp giữa Omicron và Delta. Một số nhà nghiên cứu ship đã phát hiện ra biến thể SARS-CoV-2 có sự kết hợp giữa Delta và Omicron, theo Bloomberg News. Một biến thể của virus gây bệnh COVID-19 có sự kết hợp giữa Omicron và Delta đã được phát hiện tại ship theo Leon Dios giáo sư khoa học sinh học tại Đại học ship Kostikis gọi đây là biến thể Delta Green. Các nhà nghiên cứu cho biết nó có các dấu hiệu di truyền giống Omicron nằm trong bộ gen Delta. Cho đến nay, Kostikis và nhóm của ông đã tìm thấy 25 trường hợp nhiễm virus Delta Green này. Phân tích số liệu cho thấy các ca COVID-19 phải nhập viện có tỷ lệ nhiễm Delta Green cao hơn so với những ca không nhập viện. Dù vậy, theo các nhà khoa học, vẫn còn quá sớm để dự đoán biến thể lai like này sẽ có những tác động như thế nào, hoặc sẽ có thêm nhiều ca Delta Green hơn nữa hay không. Kostikis nói trên Sigma TV, trong tương lai chúng tôi sẽ xem xét liệu biến thể này dễ lây lan hơn hay không, cũng như khả năng nó trở thành biến thể chiếm ưu thế. Các nhà nghiên cứu SHIP đã gửi phát hiện mới tới GISAID cơ sở dữ liệu quốc tế theo dõi các loại virus. Biến thể Delta Green xuất hiện khi Omicron tiếp tục lan truyền nhanh chóng trên toàn cầu, làm số ca COVID-19 gia tăng ở nhiều quốc gia. Mỹ báo cáo trung bình hơn 600.000 ca bệnh mỗi ngày trong 7 ngày gần đây, theo dữ liệu cập nhật hôm 7 tháng 1 của Đại học John Hopkins. Con số này tăng 72% so với tuần trước đó và là kỷ lục trong đại dịch ở Mỹ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.